Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì Minh Tâm đang có mặt tại tòa căn hộ Uberleza của Sông Đèn Nha Trang. Thì hôm nay thì Minh Tâm có đi review căn hộ tại đây và rất mong cô chú chị mình xem nha. Căn hộ này rất là gần biển và cũng như là pháp lý thì đã có sổ. Đơn giá thì rất là hợp lý. Đi tắm biển thì chỉ mất khoảng 100m thôi. Thì bây giờ Minh Tâm sẽ review chi tiết đến cho cô chú chị nhà mình nhé. Dạ em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ tiếp tục lên cho cô chú anh chị nhà mình một trong những căn hộ rất là gần biển tại khu vực thành phố Nha Trang. Căn hộ này thì có tên gọi là Uplaza Sông Đèn Nha Trang. Nằm cực kỳ gần với lại khu vực của căn hộ Mường Thanh Biển Triều. Nhưng mà so về pháp lý và cũng như về giá bán thì căn hộ bên này sẽ có những cái ưu điểm nhiều hơn của so về cái căn hộ hiện tại. Thì căn hộ này là pháp lý chuẩn để có sổ đỏ nha cô chú anh chị. Thì căn hộ ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho cô chú anh chị thì có diện tích là 74m² và có thiết kế thì khá là ok, bao gồm là hai phòng ngủ và có khu vực nhà bếp phòng khách thì rất là ok, cực kỳ rộng. Với cái diện tích 74m² thì căn này có hai phòng ngủ và có toilet ngoài. Có một cái toilet ngồi thôi nha cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh của cái căn hộ mà hôm nay em muốn giới thiệu đến cho cô chú anh chị. Và em sẽ quay luôn cái góc rộng đến cho cô chú anh chị nhà mình nha. Thì cái đơn giá mà mong muốn của chủ hiện tại đang bán cho cô chú anh chị với cái căn này là 2 tỷ 250. Về cái đơn giá 2 tỷ 250 nếu mà so sánh giữa căn Uplaza Sông Đà này và cái bên khu vực của Mường Thanh Biển Triều á, thì cũng gần như là xem nhau. Với những căn của Mường Thanh Biển Triều với những tầng cao thì có giá cũng rơi vào khoảng là 2 tỷ 1 rồi. Nhưng mà được cái ở bên khu vực của Sông Đà này, ở Uplaza này sẽ có sổ đỏ pháp lý chuẩn sở hữu lâu dài nha cô chú anh chị. Đây là một trong những lợi thế khi mà chúng ta mua căn hộ của thành phố Nha Trang. Thì căn hộ ngày hôm nay thì sẽ có cho anh chị như mình là view biển nha cô chú anh chị. Thứ nhất, ở khi mà chúng ta đứng ở trong phòng ngủ thì sẽ thấy luôn được cái view biển như thế này. Đây là một trong những cái view của phòng ngủ thứ nhất. Đây, anh chị có thể nhìn thấy được vừa view biển vừa thấy cả luôn view phố. Thì vị trí của căn hộ Uplaza Sông Đà này nằm thuộc khu vực đường Hoàng Trồng, thành phố Nha Trang, khu vực phía bắc phường Bình Hải. Đây, thì hôm nay em sẽ quay chi tiết đến cho cô chú anh chị. Thứ nhất về một số thông tin cơ bản, diện tích là 73m², có hai phòng ngủ, một toilet, một phòng khách, một bếp và khu vực giặt và phơi đồ. Hiện tại thì không có ban công. Giá bán thì 2 tỷ 250. Đây cô chú anh chị nha, rất là đẹp luôn. Đó, cơ bản thì như cô chú anh chị đang nhìn thấy thì với một căn bếp như thế này, cơ bản thì có lò vi sóng, máy hút, bếp điện từ. Cái này sử dụng bếp điện từ nha cả nhà. Và khu vực để vị trí chén thì được tủ dán tường như thế này, bắn kiên cố luôn. Và góc này thì sẽ setup cho cô chú anh chị nhà mình một cái bộ bàn ghế 5 ghế dành cho gia đình 2 người, 3 người hoặc 4 người đều ở được, với hai phòng ngủ khá là rộng rãi. Thì góc phía ngay vị trí này sẽ là dùng để, cơ bản là dùng để những cái vật dụng của gia đình. Có thể trang trí lên cái góc này cũng rất là đẹp. Với cái tông màu trắng thì căn nhà của mình thì nhìn về hình dung thì rất là hài hòa, cực kỳ nhẹ nhàng luôn cô chú anh chị. Đó, ngay góc này thì hiện tại có một bộ bàn ghế sofa như thế này. Thì với vị trí khu vực bên này thì hiện tại nếu mà cô chú anh chị mong muốn đầu tư và có thể là kinh doanh cho thuê thì đơn giá thuê thì cũng rơi vào khoảng là 5-6 triệu hoặc là 10 triệu. Bởi vì cái đơn giá nó khác nhau, bởi vì như thế này, diện tích thấp nhất của khu vực bên căn hộ Plaza Sông Đà này thì rơi vào là khoảng 73, là diện tích bé nhất. Còn tương đối thì diện tích từ 93 cho tới 150m, diện tích rất là đa dạng nha cô chú anh chị. Và cái giá bán nó cũng sẽ khác nhau về diện tích, cực đẹp. Riêng về pháp lý thì đây là đã có sổ hết rồi, sở hữu lâu dài, nên cô chú an tâm, cô chú anh chị nhà mình an tâm về cái vấn đề pháp lý nha. Nếu mà so về cái căn hộ Mường Thanh Biển Triều thì hiện tại là bên nó vẫn là đang ký hợp đồng mua bán với lại chủ đầu tư. Thì đây sẽ có một cái toilet riêng như thế này thôi. Đó, với một căn 73m² thì chỉ có một toilet.
Hiện tại nếu mà so về bên này với lại bên khu vực Quận Thanh thì căn hộ bên này á chỉ set up một cái toilet ngoài thôi, thì gần như là tối ưu được cái phòng ngủ và phòng khách, nó thông thoáng hơn về cái diện tích, và gần như là anh chị đang nhìn thấy thì cái diện tích nó to hơn rất là nhiều, nhìn về cơ bản nó sẽ to hơn. Góc bên này thì dành để phơi đồ, máy giặt để đây, sử dụng Isenio đó, hai cục máy lạnh để đây. Vị trí này thì cô chú anh chị mình dành để phơi đồ ngay góc này cũng được, cơ bản thôi. Cái này mà cô chú anh chị nhà mình mua về kinh doanh cho thuê, hoặc là lâu lâu mình đi du lịch về đây mình ở sẽ rất là ok. Anh chị nhà mình đứng có thể thấy luôn ngay vị trí biển, thì đi bộ ra biển thì mất khoảng là 100 mét thôi, cực kỳ gần biển luôn. Khu vực bên này thì kinh doanh ăn uống hay là bất cứ cái gì cũng đều có hết đầy đủ. Mỗi phòng nó sẽ có một bộ giường, một cái máy lạnh, một tủ đồ như thế này đâu nha cô chú anh chị. Nội thất cơ bản hiện tại là chủ sẽ để lại cho mình nội thất như thế này thôi cô chú anh chị, chủ sẽ lo luôn cho cô chú anh chị nhà mình phần phí thuế sang tên, và giá cả vẫn còn bớt thêm cho cả nhà mình. Căn hộ thì khá là ok, khá ổn. Thì bây giờ em sẽ quay ở phía bên ngoài cho cô chú anh chị nhà mình xem về thiết kế và cũng như là mặt bằng tầng của căn hộ bên này. Đây là hệ thống điện tổng của nhà mình nè. Đó, khu vực đèn tắt mở. Cửa thì cửa hai lớp nha cả nhà. Đây cửa hai lớp, một cửa như thế này và một cửa này. Rất là ok. Đây. Khu vực bên này. Khu vực bên này rất là an ninh và cũng như là rất là yên tĩnh so với bên khu vực Mường Thanh Viễn Triều. Thì căn của em hiện tại đang ở tầng là tầng 20, căn hộ số 02. Anh chị có thể nhìn thấy là A20 là tầng 20 và 02 là căn số 02 nha cô chú anh chị. Ở bên đây thì có luôn hệ thống phòng cháy chữa cháy như thế này luôn, đầy đủ. Đây, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy, và khu vực này là có thể là khu vực của điện tổng. Còn đây là sơ đồ thoát hiểm và cũng như là chung cư Sông Đà Plaza. Anh chị đang nhìn thấy nha, sơ đồ thoát hiểm. Đây, mặt bằng tầng trên này với cái tầng của em hiện tại là tầng 20, thì anh chị có thể nhìn thấy là 1 2 3 4 5. Và khu vực này là lối thoát hiểm. À, em sẽ cho cô chú anh chị nhà mình đi xem hết khu vực xung quanh và cũng như là nhìn hết toàn cảnh của cái view. Đây, cô chú anh chị, lối thoát hiểm bên này và cũng như là thang máy cũng sẽ nằm góc bên này. Bên này thì view phố nha. Nếu anh chị nhà mình đứng bên này thì có thể nhìn thấy là thấy được view phố này. Ở toàn cảnh luôn. Khu vực bên kia là thuộc thành phố Nha Trang, trung tâm thành phố Nha Trang. Đứng này anh chị nhìn thấy được cái tòa Mường Thanh Viễn Triều số 04. Đây khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Dân cư rất là đông đúc rồi. Ở phía dưới đây thì có một cái khoảng sân thượng để cho chúng ta chơi. Đơn giá thì 2 tỷ 250 ở sổ đỏ hoàn chỉnh, pháp lý đầy đủ. Cô chú anh chị mình mong muốn đầu tư thì cứ liên hệ với em. Rất là gần thành phố biển Nha Trang thì cô chú anh chị mình mua thì sẽ rất là hợp lý luôn. Cái căn của chúng ta thì đặc biệt hơn một chút xíu nha cô chú anh chị, với cái căn 02 này nằm rất là gần lối thoát hiểm đây, cửa thoát hiểm ngay vị trí này và ngay chỗ cửa sổ nhìn ra thấy luôn được cái khu du lịch Hòn Chồng. Anh chị đang nhìn thấy là ngay chỗ vị trí Tây Tông đang chỉ đây là vị trí của khu du lịch Hòn Chồng thành phố Nha Trang, nằm sát với lại bên khu vực của tòa OC1A của Mường Thanh Viễn Triều. Đây anh chị đang nhìn thấy nha. Vị trí của chúng ta chỉ nằm cách biển chỉ sâu một cái khách sạn thôi nha cô chú anh chị, cực kỳ đẹp. Đơn giá thì chỉ có 2 tỷ 250 thôi mà anh chị để sở hữu một cái bất động sản căn hộ view biển như thế này, và pháp lý thì đã có sổ rồi. Nếu mà so sánh giữa Mường Thanh Viễn Triều và cũng như là so về cái Úp của sông Đà này thì Minh Tông sẽ chọn ngay vị trí bên này. Thứ nhất về diện tích khá ổn, phòng ngủ đầy đủ, và pháp lý thì pháp lý hoàn chỉnh cho khách hàng được sở hữu lâu dài. Và cũng như là kết thúc video thì Minh Tông cũng xin kính chúc cô chú anh chị nhà mình một năm mới gặp nhiều may mắn và cũng như là gặp nhiều thành công trong công việc cũng như là về sức khỏe. Thì cô chú anh chị nhà mình mong muốn đầu tư thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên, thì bên Tâm sẽ update và cũng như là giúp cô chú anh chị nhà mình đi xem và đầu tư một bất động sản một cách hợp lý nhất ạ.
Tông xin chào và hẹn gặp lại.